Dạ, em ô tô quốc hùng Tân Phú, Đồng Nai. Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay một buổi sáng thì thấy trời rất là đẹp nên cũng sẵn tiện quay giới thiệu đến cho anh chị mình một chiếc xe dòng xe Daewoo đến từ Hàn Quốc anh chị nha. Thì đối với chiếc xe Daewoo này thì đời chỉ có 209 thôi anh chị ạ. Nhưng chủ xe người ta đi giữ gìn cái xe nên xe nó còn rất là cứng và rất là đẹp, sơn zin còn trên khoảng 7 đến 80% lận, nhưng mà em cho là nó 70% đi cho chắc cú đối với anh chị nha. Và xe này thì bên cửa hàng cũng đã kiểm tra và cam kết với anh chị là không có dịch vụ mà cũng không có taxi, chuẩn chiếc xe gia đình nên là máy còn rất là bốc và độ đầm độ êm của nó còn rất là ok anh chị ha. Rồi bây giờ anh chị cùng em xem sơ lược cái dáng xe nha anh chị ha. Thì trước khi em quay sơ lược cái dáng xe cho anh chị mình xem thì em cũng xin giới thiệu đến cho anh chị mình là cửa hàng của em nằm tại thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, tính từ ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt 60 km. Cửa hàng nằm phía tay trái nha anh chị, cửa hàng ô tô Quốc Hùng, tính từ ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt đúng 60 km luôn. Cửa hàng nằm phía tay trái, cửa hàng ô tô Quốc Hùng chuyên mua bán trao đổi khi gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu muốn bán xe hoặc là mua xe thì anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0978 548 858 để được trao đổi với em hoặc là kết bạn Zalo với em anh chị ha. Và đồng thời anh chị lần đầu tiên xem kênh em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và những nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về và cùng em xem và tham khảo những xe bên cửa hàng. Vô tình mình xem mình vừa có kinh nghiệm, vừa biết giá cả trên thị trường, và đồng thời thì anh chị có bạn bè hay là vô tình có người thân nhà nè hay là có bạn bè thì anh chị thấy xe nào mà người ta đang cần tìm mua thì anh chị thấy bên em có thì anh chị có thể giới thiệu qua, và anh chị có thời gian thì anh chị dựng lên xem xe, không có thời gian thì anh chị chỉ cần gọi điện và cho số điện thoại giới thiệu thôi. Việc mua bán xe thành công em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị từ 3 đến 5 triệu anh chị ha. Và bên cửa hàng của em cũng có hỗ trợ Google Maps cho anh chị luôn. Anh chị chỉ cần vô Google Maps và nhấn vô nút chuông, nút chỉ đường á, anh chị sẽ biết từ nhà mình lên đến cửa hàng của em bao nhiêu xa. Mình vô Google Maps mình nhấn vô là ô tô Quốc Hùng và sẽ hiện cửa hàng của em lên anh chị. Đó, mình bấm vô nút chỉ đường là sẽ tới ngay cửa hàng của em luôn, là từ nhà mình lên tới cửa hàng của em bao nhiêu cây số sẽ hiện lên cho anh chị biết hết, rất là thuận tiện cho anh chị nha anh chị ha. Rồi bây giờ anh chị cùng em quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị đối với chiếc xe Grandia, Daewoo Grandia, chuẩn chiếc xe gia đình và còn rất là liền lạc và rất là đẹp anh chị ha. Nói chung thì đối với chiếc xe này thì sơn zin nó còn trên 70% anh chị ạ. Đăng kiểm của nó là đến tháng 12 2022, còn khá là dài anh chị nha. Thì những cái phiến chống gió đồ nè, mui đồ nè, sơn zin hết và còn rất là liền lạc anh chị ha, còn rất là đẹp nè, trên mui đồ cũng vậy ha, còn rất là đẹp. Đó, những cái nách đồ cũng vậy ha. Đó, nói chung thì những cái xe mà chuẩn chiếc xe gia đình người ta đi ít đi nữa là nói chung xe cứng cáp và còn cứng và đẹp lắm. Nói chung xe này thì chạy rất là sướng nha. Dòng xe Daewoo Grandia này thì cũng khá là nhiều nhiều xe người ta lựa chọn để chạy dịch vụ, nhưng mà chiếc xe này thì bên cửa hàng cam kết với anh chị là bao là không có dịch vụ, không có taxi và bao là không bị cứng đụng nha, sùng chỉ zin đầy đủ hết anh chị nha. Đó, xe máy thì còn rất là cứng cáp và chưa làm lại nha, máy còn zin luôn anh chị à. Đây anh chị bóng đèn nè, mặt nạ cà rơm và bóng đèn bên này đó, cũng còn rất là liền lạc anh chị ha, còn rất là liền lạc và còn rất là đẹp đó. Mặt nạ cà rơm cũng vậy ha, còn rất là đẹp, không có bị móc méo hay là bị chảy xước gì hết anh chị nha. Thì biển số là 60K 60A 75927 anh chị ha. Thì bên cửa hàng sẽ bao anh chị ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị nha. Anh chị chỉ cần về huyện mình nhập là ok thôi. Đó, rất là thuận tiện cho anh chị nha. Đó, anh chị thấy bên hông của nó đó, rất là liền lạc nha, rất là liền lạc.
và sơn zin của nó thì còn rất là nhiều anh chị ha. Nói chung là chỉ có dặm sơ sơ thôi, chứ còn sơn zin thì còn trên phụ tẩy trên xe nha anh chị ha. Mâm thì cũng còn khá là lình lạc và đẹp nè anh chị nha, mâm còn khá là đẹp ha. Đó. Đó. Thắng để nó ha. Đó. Mâm thì còn rất là đẹp. Gấm về đồ cũng vậy nha anh chị, về còn nguyên bản hết, chưa dấu hiệu bị mục mọt hay làm lại anh chị ha. Đó, về còn khá là đẹp nè anh chị thấy không. Đó. Về nguyên bản hết còn rất là đẹp luôn ha. Đó, những cái đường nét nè ha, đường nét sóng của nó nè còn rất là liền lạc và rất là đẹp. Rồi, tay nắm Upsy nè anh chị nha. Có đầy đủ hết che mưa và chủ xe cũng đã dán bộ phim cách nhiệt cho anh chị rồi. Anh chị mua về chỉ việc đi thôi, không cần phải làm gì nữa đâu anh chị ha. Đó, bây giờ anh chị cùng em xem về bên hông, từ ở bên hông xem về nè ha. Đó, những cái đường sóng đồ còn rất là liền lạc ha. Đường sóng còn rất là liền lạc, chưa có dấu hiệu là làm lại hay là bất cứ gì hết anh chị nha. Đó. Anh chị thấy không? Bóng đèn sau cũng vậy ha, rất là sáng và rất đẹp. Chủ xe cũng đã gắn mặt nạ và đơm lên cho xe nó đẹp ha. Nói chung thì đối với chiếc xe dòng xe Gencha này là được một cái đặc điểm của nó là không bị lỗi thời nha. Sau xe cũng vậy mà trước xe cũng vậy, nhìn không bị lỗi thời còn rất cũng rất là đẹp nhìn. Mà chủ xe thì cũng đã lên chút đồ chơi rất là nhiều anh chị nha. Đối với chiếc xe này hai cam lùi nè anh chị thấy không? Đó, một cái nè, hai cái nè ha. Cam hành trình và màn hình Android 12 inch đầy đủ hết, rất là to. Và đồng thời và đồng thời thì anh chị chủ xe cũng đã lên đề xì đá top cho anh chị luôn. Đó, xe có đồ đề xì đá top luôn nha, lên đồ chơi đầy đủ hết. Đó, cam hành trình có đầy đủ hết anh chị nha. Là anh chị thấy bên hông bên này không, cũng rất là liền lạc và nước sơn căng bóng ha. Sơn zin nha anh chị nha, sơn zin nói chung là đối với chiếc xe này sơn zin phủ đầy xe. Đó, chuẩn chức xe gia đình, không bị lỗi, không bị lỗi một lỗi nhỏ nào hết anh chị ha. Đó. Những cái chiếc xe vậy thì mình mua thì chỉ có ngoài 100 triệu một chút xíu, mà mình mua đi thì khá là an toàn và khá là yên tâm nha anh chị ha. Rồi bây giờ anh chị thì tiếp tục cùng em xem những cánh cửa và coi nội thất ha, coi nội thất nó đẹp đến mức nào. Đây anh chị thấy không, nội thất chủ xe mặc một bộ ghế da màu đỏ phối màu kem, nhìn rất là đẹp với xe và rất là cứng cáp mập mạp nữa ha. Đó. Và đồng thời thì cái máy lạnh của nó em mới mở có nấc 2 thôi. Đó, mở nấc 2 thôi, giờ mở lại mức nấc 1 đi, tại vì rất là lạnh nha anh chị. Đó, máy lạnh còn rất là lạnh và rất là tốt nè. Nãy giờ em chưa có mở cục này nữa mà mở ra là nó lạnh kinh khủng luôn. Máy lạnh là bao anh chị ha. Máy lạnh là bao anh chị, quá trời lạnh luôn rồi. Đây anh chị cụ số của nó nè ha. Đó, cụ số của nó nè. Đó, còn rất là sáng không dấu hiệu bị mòn nha ha. Đó, màn hình Android quá trời to nè ha. Đó, và đồng thời thì táp lô nè anh chị ha, táp lô còn rất là đẹp ha. Đó, chủ xe cũng đã dán một bộ phim một cái che táp lô nè ha. Chai dầu thơm. Đó, vô lăng nè anh chị thấy không, không dấu hiệu bị mòn nha, qua bao năm sử dụng không dấu hiệu bị mòn mà vô lăng còn rất là đẹp ha. Nắp kèn đồ cũng vậy ha, nắp kèn đồ còn rất là đẹp ha. Đó. Rồi những cái điểm này cũng vậy nha, được ấp gỗ nè, những cái điểm này còn rất là đẹp ha. Hộp đựng đồ đồ cũng vậy ha. Đây anh chị bỏ sim nè, bỏ USB nè ha, có đầy đủ hết. Và những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy ha. Đó, anh chị thấy không? Mê không? Đó. Rồi, từ nách bàn chân mình đi lên cũng vậy nè ha. Không có dấu hiệu bị mòn mà cũng còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Nói chung là những cái xe mà chuẩn chức xe gia đình là nó đẹp từ A đến Z ha. Đó. Anh sẽ quay kỹ cho anh chị xem để anh chị đường xa anh chị lên xem thì mình có thể cảm nhận được là khoảng 80% là mình mua được, mình đi mình có thể yên tâm mà không sợ mất phí đường nha anh chị nha. Đó, nói chung là những cái chiếc xe này thì anh chị nào mình
hợp túi tiền và cảm thấy thích cái dòng xe này thì anh chỉ lên chỉ có xem chạy thử rồi chỉ có lấy về thôi chứ không có gì là để chê đâu anh chị à. Vì xe nó quá trời đẹp luôn, quá trời đẹp và có quá lời liền luôn. Đây nị nè ha, nị zin nè ha, đây anh chị sùng chị nè, zin hết nha anh chị nha, sùng chị zin mà nách cửa sơn zin hết nha anh chị đó, sơn zin hết đó. Đó anh chị thấy không đó, từ ở trên xuống dưới ha, đó sùng chị zin hết rồi. À, những cái giòn cửa đồ cũng còn rất là đẹp nè anh chị nha, đó nách cửa nè anh chị thấy không, trong nách cửa cũng vậy ha, đó zin hết nè, phong tán hạng đồ cũng vậy ha, sạch sẽ ha. Đó rồi ok, à, mình một cánh cửa vậy ha anh chị. À, anh chị thấy những cái cánh cửa không, từng bước nha, những cái bốn chỗ em chọn về bán thì luôn luôn em chọn những cái chiếc xe bốn chỗ, xe cộm và xe chắc, về nói chung thì những cái chiếc xe đẹp thì nó dễ bán lắm. Rồi bây giờ tới cánh cửa này cũng vậy nè anh chị thấy không, rất là cứng cáp và mở cửa nó không có banh ra hay là nó không có đập lại đâu, bừng từng bước một cho anh chị, nó rất là cứng cáp nên những cái chiếc xe như vậy thì anh chị có thể cảm nhận được là người ta đi ít, người ta giữ gìn mới được như vậy anh chị nha. Cho anh chị thấy những cái nách cửa không, đó zin zin hết nha anh chị nha, những cái nách cửa là phong tán hạng đồ nó zin hết ha, đó zin từ A đến Z luôn đó. Những cái nách cửa ở dưới cũng vậy ha, bình thường ở dưới đây á người ta chạy nước xuống á hay bị mục mọt đồ lắm, nhưng mà ở đây không có dấu hiệu là bị mục xét gì hết luôn anh chị ha, đó anh chị có thể cảm nhận được nha. Đó đây những cái đệm cắp bi đồ cũng vậy nè ha. À, xe là em nhấn mạnh với anh chị là bao cam kết với anh chị là không có dịch vụ mà cũng không có taxi nha anh chị nha, không bị va chạm và cũng không bị thủy kích nha, máy chạy rất là bốc và rất là ok. Nói chung là đối với chiếc xe này thì anh chị cứ yên tâm về phần chất lượng, bên cửa hàng sẽ viết giấy cam kết và bảo hành cho anh chị ha, và đồng thời thì bao anh chị quay đầu nha anh chị nha, bao anh chị quay đầu luôn. Ở nội thất ở sau xe nè ha, còn rất là đẹp, rất là đẹp luôn anh chị ha, anh nách cửa đồ cũng vậy ha, nách cửa đồ cũng vậy nè, còn rất là đẹp. Ở sau xe nè có hai cái lo, sau xe có hai cái lo và nị nha, đầy đủ hết ha. Đó mui trần thì được bọc trần 5D ha, đó phối với cái màu này nè anh chị ha. Đó, chủ xe lúc người ta đi bọc ghế thì chắc người ta bọc cả cái trần luôn ha. Đó mui nè, mui trần còn rất là đẹp ha. Rồi anh chị kiểm tra hai cánh cửa giờ ha, thì em cũng xin báo giá cho anh chị luôn, không làm mất thời gian cho anh chị ha. Đối với chiếc xe Daewoo Gencha 209 số sàn máy 1.5, bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với cô chú anh chị mình là 149 triệu, bao anh chị ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị nha. 149 triệu, anh chị nào thiện chí lên xem xe thì em sẽ bớt 2-3 triệu tiền lọc cho anh chị nha. Chưa bớt nhiều không có nổi nữa đâu, tại vì những cái chiếc xe cộp và chất lượng thì em nhập về cũng đã cao và cũng đã tới nóc rồi, nên anh chị nào mình cảm thấy mua một chiếc xe cứng đáng đồng tiền thì anh chị cứ liên hệ với em và trao đổi với em anh chị nha. Tại vì những cái chiếc xe này á, đồng thời những cái chiếc xe này thì những cái chiếc xe mà đã qua dịch vụ thì nó chỉ tầm khoảng 101, 102 hoặc là 103 là có xe nha anh chị nha. Đó, nhưng mà những cái chiếc xe chuẩn gia đình mà không lỗi nó sẽ khác hơn, và nó cứng, xe nó cứng thì nó sẽ khác hơn. Anh chị tùy anh chị thì mình suy nghĩ nha. Mình thêm một chút xíu mà mình mua được một chiếc xe không có dịch vụ, không có taxi mà xe còn cứng, không lội, sơn còn zin khoảng 80% thì anh chị có thể suy nghĩ và cảm thấy đáng đồng tiền thì anh chị liên hệ với em và trao đổi với em anh chị nha. Đối với chiếc xe này thì bớt không được nhiều, nhưng mà cam kết với anh chị là lên xem xe anh chị sẽ khoái và anh chị sẽ cảm nhận được là cái chiếc xe nó cứng cáp và nó đi nó có đáng có đồng tiền của mình bỏ ra hay không nha anh chị ha. Đây anh chị thấy á, những cái cánh cửa nha, nách cửa nè ha, đó rất là cứng cáp ha. Rồi ok, bây giờ anh chị cùng em xem tiếp tục cánh cửa bên này ha. Đó, cánh cửa bên này cũng vậy nè ha, sùng chị đồ nè, nguyên bản hết, zin hết ha, nách cửa là zin hết,
không có dấu hiệu là sơn lại hay giảm tuốt gì hết anh chị nha. Và cắp bi thì nói chung cắp bi, bốn cái cắp bi đều như nhau, đều đẹp như nhau anh chị ha, đều xuất sắc như nhau ha. Đó, nội thất đồ ha, móc khóa đồ nè, đều xuất sắc như nhau. Đó, cắp bi đồ cũng vậy ha. Đó, cái này nè. Rồi, cái đây là mở cướp nha. Một xíu em sẽ quay cướp sau cho anh chị xem. Đó, đây là hộp gió nè ha. Mở nước một thôi là máy lạnh là lạnh bút rồi. Rồi, bây giờ anh chị cùng em vô mình nghiên cứu và tham khảo đối với chiếc xe. Đó, em đang lên ga nè ha. Nhất là đầm. Ga lên nhất là đầm. Và đồng thời thì ô đô của nó đi được 111.972 cây anh chị nha. Mới đi hay là chính mới đi có 101.000 cây thôi. Đó, xe còn rất là ok. Đó, vô lăng thì anh chị xem rồi đúng không? Không có dấu hiệu là bị mòn hay là bị gì đâu. Còn màn hình Android thì anh chị có thể sử dụng bình thường hết nha anh chị nha. Đó, anh chị mua về thì anh chị mua một cái sim, mua một cái sim và xài 4G. Đó, xài 4G và xài màn hình cam hành trình đồ có đầy đủ hết anh chị ha. Nói chung là anh chị thấy không? Một chút xíu thôi, máy không chạy thôi mà nước da nè, máy lạnh nước da nè ha. À, nhất là lạnh buốt luôn ha. Rồi, ok. Những cái điểm này cũng vậy nè, còn rất là đẹp anh chị nha. Đó, quạt nè, quạt kiến nè ha. Đó, nhất là êm nha anh chị nha, quạt kiến xịt nước nhất là êm. Và đồng thời thì những cái cánh cửa đèn đồ pha đồ có hết anh chị ha. Rồi em sẽ để lại đây và xíu ra quay cho anh chị xem ha. Rồi ok. Cái đề xì đa tốp nó nằm ở đây nè anh chị ha. Đề xì đa tốp nằm ở đây nè ha. Đó. Đó, người ta lên đến đề xì đa tốp luôn ha. Mình chỉ cần để ở đây thôi. Rồi ok. Giờ mình sẽ coi cúp sau trước nha. Rồi xong rồi mình sẽ kiểm tra cabo và máy móc. Rồi anh chị cùng em xem cái đây cúp sau nè ha. Cabo cúp sau nè. Sung chỉ nè. Zin hết nha anh chị nha, những cái điểm này là sơn zin hết ha. Đó, và bên này cũng vậy nè ha. Đó. Đó. Sơn zin hết. Sơn zin hết tất tần tật và nỉ zin nè ha. Còn bọc kinh cúp nè ha. Đầy đủ hết anh chị nha. Và đồng thời thì cái phanh hành lý sau thì rất là rộng rãi anh chị à. Tha hồ anh chị bỏ đồ đi du lịch nha. Đó, bỏ đồ rất là nhiều, được rất là nhiều. Và những cái điểm ở trên cũng vậy nè ha, hai cái lo nè anh chị nha, hai cái da lo nè ha. Và những cái điểm này nè, ôi trời quá trời đẹp ha. Đó, nguyên bản hết, còn rất là mới nha anh chị, qua bao năm sử dụng còn rất là mới và rất là đẹp ha. Đó. Rồi anh chị cùng em xem sơ lược cái vỏ nha. Đây vỏ mâm siku của nó nè, đầy đủ hết ha. Những cái điểm này nè ha, không có dấu hiệu bị mục mọt hay là gì hết á, còn rất là đẹp nha anh chị ha. Đó, còn rất là đẹp luôn nha. Ừ. Rồi anh chị cùng em xem sơ lược cái dàn sau nè ha. Đó, còn rất là đẹp nha, không có dấu hiệu mục mọt hay là làm lại gì hết nha anh chị nha, nguyên bản hết nè ha. Đó, nguyên bản hết, bô còn rất là đẹp nè anh chị ha. Rồi bây giờ anh chị cùng em xem cái gầm luôn. Nói chung là dòng xe thấp thì anh chị nhất là nhiều, anh chị quan tâm về cái gầm nhất là nhiều, nên em sẽ quay cái gầm kỹ cho anh chị xem, không có mục mọt gì hết đó anh chị à. Đây cái gầm của nó nè, còn rất là đẹp nè anh chị nha. Đó, gầm của nó là còn rất là đẹp, không có mục mọt hay làm lại gì hết nha anh chị ha. Rồi anh chị yên tâm chưa, có những mục mọt này, những cái điểm này cũng vậy nè ha. Đó, về nè, không có dấu hiệu mục mọt hay là làm lại gì hết nha. Rồi ok, bây giờ anh chị cùng em tiến hành tới capo và cái máy nha. Máy nổ rất là đầm, mới rất là cứng cáp nha. Rồi trước tiên xem cái máy thì anh chị cùng em kiểm tra cái capo ha. Đó, capo nè anh chị thấy không, sùng chỉ là zin hết, capo là sơn zin hết ha. À, on tăng hạng đồ nè ha, sùng chỉ nè sơn zin hết đó. Đó rồi
anh chị xem có máy ha. Đó, máy rất là sạch sẽ và rất là nổ, rất là cứng cáp nha, rất là cứng cáp, không có bị dầu nhớt hay là bị gì hết anh chị ạ. Đó, những cái đệm nè ha, con nè ha. Đó, hơi thì không có miếng hơi nào hết nha anh chị nha. Đó, máy nổ rất là đầm và rất là cứng cáp của máy nha, không có rung, không có nhảy gì hết á. Bốn máy nha anh chị nha, bốn cái bori nè, bốn máy đều những cái điểm này là bô e cái đó nè ha, chạy nổ rất là đầm anh chị thấy không, nổ rất là đầm ha. Đó, những cái sạch máy móc đồ nói chung là sạch sẽ hết anh chị ha. Rồi ok, những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy nè ha, cũng còn rất là đẹp ha. Rồi bây giờ em sẽ hạ cabo xuống nha. Nói chung thì từ nội thất và từ ngoại thất và máy móc gầm bệ thì em cũng đã quay sơ lược cho anh chị mình xem sơ. Anh chị có thể cảm nhận được đối với chiếc xe Daewoo Gencha 2009 nó có chất lượng và nó có đẹp giống như em tả hay không, thì anh chị có thể tự xem và anh chị cảm nhận được. Nếu mà anh chị cảm thấy thích cái xe này và cảm thấy hợp túi tiền đối với anh chị thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0978548858 để kết bạn hoặc là kết bạn Zalo với em để được trao đổi với em và em gửi định vị cho anh chị lên xem xe. Và trước khi anh chị lên xem xe, anh chị nhớ cầm giấy chứng minh, sổ khẩu hoặc là thẻ căn cước đi nha anh chị nha, để nếu mà mình xem xe được thì mình có giấy tờ để ký hợp đồng mua bán anh chị ha. Rồi bây giờ em ô tô cuối cùng cũng xin cảm ơn anh chị đã đăng ký kênh và nhấn nút chuông vô để được cập nhật cùng em những video bên cửa hàng. Em ô tô cuối cùng cũng rất là cảm ơn anh chị và anh chị chúc cho anh chị một buổi sáng làm việc luôn thuận lợi và luôn luôn thành công trong công việc và hạnh phúc và sức khỏe luôn dồi dào anh chị ha. Em ô tô cuối cùng xin phép dừng lại tại đây và xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.